could be us. So back to what I was saying. Could, be us. Lê từ tái xuất sau thời gian phải ngồi xe lăn. Trước đó, người đẹp ỷ Thiên Đồ Long Ký bị thương ở chân và phải ngồi xe lăn. Sự kiện còn có sự tham gia của vợ chồng ngôi sao phẫu thuật Trần Tử Đan. Ngày 3 tháng 12, sự kiện thời trang K11 này được tổ chức tại Hồng Kông có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng xứ hương cảng và các tỷ phú thuộc giới thượng lưu. Trong đó, nữ diễn viên Lê Tư nổi bật với trang phục xã hội màu xanh. Chia sẻ với truyền thông, Lê Tư cho biết cô vẫn đang điều trị phục hồi chân sau chấn thương vào hồi tháng 9. Nữ diễn viên thâm cùng nổi chiến chia sẻ tình yêu với điện ảnh của cô vẫn nồng nhiệt. Tuy nhiên, hiện tại Lê Tư có nhiều chức trách phải đảm nhiệm, chưa có thời gian đọc phim. Nữ diễn viên Lưu Gia Linh xuất hiện với trang phục sang trọng, ngôi sao A Phi chính truyền trẻ trung ở tuổi 57. Lưu Gia Linh chia sẻ về bữa tiệc sinh nhật của đạo diễn Trần Khải Tân được tổ chức cách đây vài ngày. Cô cho biết bữa tiệc như một sự kiện thảm đỏ, cô và đạo diễn Trần Khải Tân có mối quan hệ thân thiết nếu có cơ hội cả hai sẽ hợp tác. Hiện tại, Lưu Gia Linh thỉnh thoảng vẫn tham gia đóng phim, nhưng cô chủ yếu hoạt động kinh doanh và làm quản lý cho ông xã Lương Triều Vĩ. Lưu Gia Linh sở hữu khối tài sản riêng lên tới 100 triệu đô. Ngôi sao võ thuật Trần Tử Đan sánh đôi bên cạnh vợ là Hoa hậu Uông Thi Thi. Trần Tử Đan cho biết bộ phim mới Thiên Long Bát Bộ Kiều Phong Truyền của anh sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào dịp Tết Nguyên Đán. Thời gian sản xuất gấp rút khiến nam diễn viên chịu nhiều áp lực. Người mẫu Thẩm Nguyệt con gái biểu tượng gợi cảm khâu thuộc trinh nổi bật với làn da trắng sứ. Thẩm Nguyệt sinh năm 1999 được đánh giá là thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Trước đó, Thẩm Nguyệt sang Anh du học theo nguyện vọng của gia đình. Cô đạt thành tích xuất sắc khi theo học chuyên ngành tâm lý và tiếng Nhật. Năm 2020, cô trở về Hồng Kông với lý do sức khỏe và học trực tuyến tại nhà. Nhờ danh tiếng của mẹ địa vị của gia đình và nỗ lực từ bản thân, Thẩm Nguyệt có cơ hội trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí tên tuổi như Marie Claire Vogue El Prestige là đại diện hình ảnh cho các nhà mốt lớn gồm Gucci, Dior, Jacques Legend, Valentino, Prada. Hà Siêu Hân, con gái của vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân và vợ thứ tư, Lương An Kỳ, tham dự sự kiện với trang phục gợi cảm nhưng không kém phần sang trọng. Kim bi Chen xuất hiện cùng con gái, bà là vợ của tỷ phú Lưu Loan Hùng, doanh nhân sở hữu tài sản 13,5 tỷ đô theo thống kê của Forbes năm 2022.